Xưởng đồ gỗ hôm nay giới thiệu với các bác bức cá trọi gỗ chắc đổ đen. Bức này đục rất là sắc nét. Cao 32, ngang 58 và sâu 16. Đục rất là kỹ từ những cái vảy cá. Mặt sau lũa rất là tự nhiên các bác nha. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ vào số điện thoại ở trên màn hình ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều.